giờ mình có vé rồi, mình cùng nhau lên tàu các bạn. Thì ở đây các bạn có thể mua vé khứ hồi, bận đi bận về luôn cho nó tiện. Thì ở đây là tàu Phú Quốc Express, tàu này rất là lớn, sức chứa khoảng rất là nhiều người, đi rất là khỏe các bạn. Tàu Phú Quốc Express thì có 2 tầng, sức chứa khoảng 1.000 người. Chúng ta đi tàu Express, tàu lớn, chúng ta không bị sóng, cũng rất là khỏe các bạn. Vào buổi sáng ở trên mặt biển, khi từ bến cảng Trần Đề, Cầu Sóc Trăng, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đến Côn Đảo các bạn. Thì khoảng 2 tiếng rưỡi sẽ tới Côn Đảo. Và đặc biệt là trên tàu thì nó hơi lắc, chúng ta thấy các bạn người ta cũng bị chao đảo các bạn. Nhưng mà cảnh mặt biển sóng nước trắng xóa thật là tuyệt vời các bạn. Rồi bây giờ mời cùng các bạn cùng theo chân mình khám phá Côn Đảo các bạn. Let's khung cảnh các bạn đang xem đây là Côn Đảo. Mình đã được tới nơi Côn Đảo. Đây là tàu Trương Nhị, Phú Quốc Express. Đây là con tàu rất là lớn. Đây là con tàu mình vừa đi các bạn. Đây đây mình vừa xuống đây này. Đây xung quanh cảnh ở Côn Đảo khá là đẹp. Rồi bây giờ đây là mình cũng đây đây ngay chỗ bến tàu cho thuê xe gắn máy để đi đó các bạn. Bạn thấy là cực kỳ đẹp không? Đặc biệt là nước ở ở Côn Đảo thì nó rất là trong và xanh nha. Bạn thấy không? Nó cực kỳ đẹp không nè. Khá đẹp. Các bạn đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi tham quan xung quanh đảo nha. Chúng ta cũng bắt đầu đi tham quan nha các bạn. Thì ở đây giá thuê xe là khoảng 120.000 một chiếc xe. Chúng ta sẽ thuê đi vào thị trấn của Côn Đảo. Thì từ bến tàu Côn Đảo thì từ khoảng 12 km. Thì ở đây là cho thuê xe, các loại xe, nhiều loại xe các bạn có thể là lựa chọn ở đây để chúng ta di chuyển trên đảo. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi khám phá Côn Đảo nha. Thì ở đây mặt biển và những tàu cá đánh bắt á, ở đây bến tàu cũng bán nhiều hải sản. Chúng ta có thể là mua hải sản ở điểm tàu này cũng được. Những con đường ở trên Côn Đảo á, thì cũng được là những đường nhựa. Rồi dọc bờ biển á, thì nhìn rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng bắt đầu đi khám phá nha. Nếu các bạn không có đi thuê xe gắn máy á, thì chúng ta có thể đi ít người hay là cá nhân gì á, đi có thể là hợp đồng bằng thuê xe điện, hay là chúng ta đi đơn riêng lẻ một mình cũng đi xe điện được các bạn. Thì từ bến tàu đi đi vô thị trấn của Côn Đảo á, thì cũng rất là rẻ, nên chúng ta có thể có mấy chục nghìn thôi thì chúng ta có thể đi xe điện, có thể ngắm cảnh ở trên Côn Đảo rất là tuyệt vời luôn. Và điều đặc biệt ở trên Côn Đảo á, trên đảo á, thì có những cái con đường còn rất là hoang sơ, chúng ta rất là thỏa thích để chụp ảnh nha. Con đường ở phía trước á, nhìn rất là đẹp, mỗi như một trạm thảm cỏ xanh ở trên đồi, nhìn thật là rất là đẹp. Ở đây thì hôm nay mình đi khám phá Côn Đảo chỉ bằng xe gắn máy và địa chỉ đi 2 ngày thôi, đi 2 ngày và 1 ngày và 2 ngày và 1 đêm, sẽ trải nghiệm ở Côn Đảo cùng mình nha.
Và điều đặc biệt là các bạn thấy là ở Côn Đảo thì các bạn, nếu các bạn cần tìm hiểu về nhà trọ hay nhà nghỉ với giá bình dân thì có thể là để comment, rồi mình ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ở đây có một nơi giá cũng khá là tiện nghi và rất là giá phải chăng. Ở nơi đây là còn gọi là hồ nước ngọt. Ở đây là hồ chứa nước ngọt để người dân ở trên Côn Đảo để sử dụng tưới tiêu. Nhưng mà các bạn rất là bất ngờ là trên đảo á, thì người dân cho biết á, là nước ngọt rất có quanh năm, như không phải là thiếu hụt như những loài động đón về Côn Đảo nha. Và con đường chạy về phía trước, chúng ta có thể chạy thẳng lại nghĩa trang Hàng Dương, có mộ chị Võ Thị Sáu. Và chúng ta có thể đi rất là nhiều con đường đi đến khu nghĩa trang, có khu mộ của liệt sĩ chị Võ Thị Sáu các bạn. Thì ở trên con đảo thì chúng ta có thể đi nhà tù, các nhà tù ở Phú Tường, Phú Sơn, rồi hay còn nhà tù Chuồng Bò, Chuồng Cọp. Đó, cảnh rất là đẹp. Thì ở đây là gọi là thị trấn của Côn Đảo. Thì thị trấn Côn Đảo thì rất là sạch đẹp, bãi biển thì rất là sạch nha. Thì ở đây các bạn thấy là có xe điện chạy thường xuyên ở trên thị trấn để đưa rước khách đó các bạn. Thì ở phía trước đó là bảo tàng của Côn Đảo đó, rất là đẹp, thì chúng ta có thể là ghé vào để tham quan. Và bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân mình để khám phá các địa điểm di tích lịch sử ở Côn Đảo nha, đặc biệt là các nhà tù ở Côn Đảo. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình. Dinh Chúa Đảo, giờ mình đang đi lại trại Phú Hải. Trại Phú Hải ở đây đây nè. Trại Phú Hải ở đây là cũng đang một cây giam, bạn là lưu quách rồi đó nè. Đây. Giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan ở các phòng nhà tù, nhà giam ở Côn Đảo nha. Bắt đầu có nhà anh Thiết Trình dẫn chúng ta đi cùng tham quan. Thì nó bố trí từ 4 đến 5 cái mỗi xe, có lý võ thuật được quan đưa đôi ra.
hơn hết là kiến trúc trong phòng ở nhà miêu tả thì thực dân Pháp là nó bịt kín, nó không có cửa thông gió như ngày nay đâu, và ở trên nó có một cái lớp rằm nó bịt kín bên trên nữa, rồi cái có xe hoạt động liên tục nè, cái bụi trống nó bịt mù không có lối thoát, nó đâm ngọt bụi trống hàng ngày người tù họ phải hít vào trong cơ thể, sức khỏe người tù suy. Một thời gian thì một số trường hợp nặng thì ngạt thở ngã xuống, còn nếu mà sống sót ở bên ngoài thì có mai cho mình căn bệnh là về phổi là về mắt. Nếu mà sau này chúng ta có xem một số phim tài liệu đó về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn thì có nói về cái khoảng thời gian mà Bác Tôn mà bị bắt làm cổ say ông xin hữu tại Côn Đảo, đó ngay là tại vị trí mà mình đang dừng chân ngày hôm nay. Nó là sang thời kỳ Mỹ Ngụy sau này thì nhờ cái sự can thiệp của những tổ chức nhân quyền, tại vì cái điều kiện làm cổ say cũng như là công việc cổ say thì nó quá gì là phát triển, nên là bắt buộc bộ máy nhà tù cũng đã phải chuyển sang hình thức khác. Nó thì khi đó nó chuyển làm bệnh xá thì mới mở cửa thông gió và cho phát nước đầu trên. Vượt đảo rồi giam ở đây. Và người tù có giam ở trong khu sờ liêm này khắc nghiệt nhất là trong 10 ngày đầu. 10 ngày đầu là bất kể người tù nào cũng vậy. Mỗi ngày ăn một lần cơm duy nhất thôi. Đó là ăn cơm nhạt tức là cơm không có thức ăn và không có muối luôn. Và uống nước lã thôi 10 ngày đầu. Chân thì họ bị cầm suốt, đó là cầm đến khi nào mà mãn hạn nằm hầm mới thôi. Cái đôi tù bị teo lại. Cái kiến trúc này nó khắc nghiệt là khi chúng ta đóng cái cửa lại này, nó kín á, trời nắng rất là hầm, nóng lắm. Nhưng mà khi mà trời chuyển sang mùa mưa thì nó là lạnh lẽo. Tại vì tất cả đều làm bằng đá, tường đá, bởi đá nè. Nó lạnh lắm cho nên các bác cụ tù có thêm một tên gọi là hầm đá. Đó là xà liêm hay là hầm đá, tức là nơi mình đang tham quan. Và thêm một cái điều khắc nghiệt mà người tù người ta phải chịu đựng đó chính là cái vấn đề vệ sinh. Người ta ăn uống vệ sinh tại chỗ mà. Mà cái phòng nó rất là nhỏ, lúc nào cũng đóng kín như thế này. Không có được dọn rửa gì hết. Nó càng tồi tệ. Ở đây có hai loại sà liêm, bốn cái đầu diện tích nó nhỏ là sà liêm đơn giam một hoặc là hai người tù. Có sà liêm đôi là diện tích nó lớn hơn. Và đồng thời thì có số lượng người tù của giam bên trong này cũng tăng lên rất là nhiều nha. Một cái sà liêm đôi lúc cao điểm nhất đối với nữ tù nó có thể nhồi nhét vào đến 28 người. Nhưng mà đối với nam tù thì lúc cao điểm nhất lên đến 32 người. Cho một cái sà liêm đôi thế này. Và rất nhiều hồi ký người tù ghi lại là xác nhận là có bạn tù mình từng chết ngạt trong quá trình là bị nhồi nhét này. Cửa này ngày xưa là cửa sắt dày đóng kín hết, sau này mình làm thế này để tiện việc tham quan. Hầm có gì? Tại vì mà những khi mà khách bắt là 31 Hey. Đây là buổi sáng mình đang có mặt tại huyện Côn Đảo, tại Côn Đảo các bạn. Buổi sáng bình minh ở trên Côn Đảo rất là đẹp tuyệt vời. Ở phía sau lưng mình là ngay chỗ đó là ngay chỗ bến tàu 914. Tại giờ là chỗ bến tàu đó là hồi xưa là người tù Côn Đảo làm là hy sinh rất là nhiều các bạn. Trên đó. Đó các bạn thấy không? Thì dài dài phía đó rất là đẹp. Đó các bạn thấy là xa xa là à, có những cái đảo Hòn Bà rồi, cái nhấp nhô rất là đẹp rồi. À, bạn thấy cực kỳ đẹp luôn. Và buổi sáng thì người dân ở đây rất là thưa, rất là ít. À, bạn thấy là buổi sáng
Đây là nước nó nhiều hơn các bạn. Nước buổi sáng này thì nhiều hơn so với buổi chiều hôm qua. Đây bạn thấy buổi sáng là nắng rất là chói chang, rất là tuyệt vời luôn. Đây, thấy buổi sáng là tuyệt vời đây. Rồi bây giờ mời mọi người theo chương mình nha. Đây, đem theo chương mình để tham quan vào buổi sáng ở con đảo đẹp như thế nào nha. Bãi biển Đầm Trầu á, đây là bãi biển khá là sạch và khá là trong. Các bạn có thể đến Côn Đảo thì đến bãi biển Đầm Trầu, chúng ta cùng tắm bãi biển này rất là mát đó các bạn. Và điều đặc biệt ở đây thì có điều đặc biệt là đầu tàu 914 á. Ở cầu tàu này là ngay chỗ Dinh Chúa Đảo. Thì đây là cái đầu tàu là lịch sử 914, được đặt tên cũng là số người ngã xuống, là những người tử tù làm xây dựng cầu tàu 914 này đã mất, nên là lấy 914 đặt tên cho cầu tàu này luôn. Ở phía cầu tàu này rất là dài, chúng ta có thể lên đây chiêm ngưỡng xem lại cái đầu cầu tàu lịch sử nha các bạn. Và ở đây, đây là bia tưởng niệm. Và khung cảnh ở đây á, nó phía chỗ độc lập tự do đó, đó là đường vào của Dinh Chúa Đảo. Chúng ta cùng tham quan ở đó cũng được các bạn, khá đẹp và khá là lớn nha. Đây là khu di tích nhà của Chúa Đảo, hay còn là Dinh Chúa Đảo. Thì ngày xưa ở đây là mọi người đến để làm Dinh Chúa Đảo á, thì ở nơi căn nhà này, thì căn nhà này cũng không thua gì của nhà công tử của ở Bạc Liêu nha các bạn. Ở đây cũng có những cái đồ mà giải trí của người Pháp rất là nhiều. Và điều đặc biệt ở đây đó là mỗi nhiệm kỳ của gọi là Chúa Đảo á, thì không, mỗi người thì có khi 2 năm, có khi thì lâu hơn, có khi là 1 năm, có khi vài tháng cũng có. Tại vì ở đây Dinh Chúa Đảo á, là nó gọi là tay sai của Pháp á, là đàn áp càng hung hăng, thì
thì sẽ được nhiệm kỳ càng lâu hơn. Còn ai mà có lòng từ gọi là hiền thì có thể là vài tháng. Rồi mà các bạn cùng tham quan của nhà của Dinh Chúa Đảo như ra sao nhé. Đây là những cái dụng cụ của những nghệ nhân hay là của những người tù để biểu diễn văn nghệ, rồi tóc giả, rồi dao, súng, rồi để đóng sắm vai trong trong buổi văn nghệ mà biểu diễn văn nghệ mà để giúp vui các bạn. Ở đây người ta mô phỏng lại để gìn giữ hiện giờ là trang sức để hóa trang. Đây là cờ các hồi thầy còn ở trong tù còn giữ lại đó các bạn. Nhân là cái chết của người tù nó đến trong khoảng thời gian nó ngắn, nó thể sự bằng và giết hại hàng loạt người tù trong khoảng thời gian cố định. Còn đối với người tù của Côn Đảo thì có thể nói là họ phải chết suốt khoảng thời gian người giam giữ, nó đầy ải người tù, nó giết chết từng bộ phận trên cơ thể của người tù. Không có gì đáng sợ bằng là đầu óc đang tỉnh táo, nhưng mà họ biết rằng từ bộ phận trên cơ thể của người giam chết đi, thế nên người ta gọi Côn Đảo là địa ngục trần gian. Để những người tù họ sau khoảng thời gian bị cấm cố tức là cầm chân, chân họ bị cầm suốt 24/24 và thức ăn lại không chất dinh dưỡng, cho nên cái cơ chân là bị teo. Để chuyển sang một thành phần tù mà Côn Đảo được gọi là tù bảy đấy, là những người họ không đứng trên đôi chân. Quỷ sau này nó mới đưa ra giam giữ này. Ở Côn Đảo mình thì trong Pháp không có giam giữ được. Cô Sáu là đưa Côn Đảo đã xử tán rồi. Là cô Trương Mỹ Hoa. Cô Trương Mỹ Hoa là một nữ tù duy nhất mà bị đài Côn Đảo đến 2 lần. Lần thứ nhất là đài Côn Đảo là năm 69. Năm 69 thì cô mới đốt chống tố tổng chống liên hệ án gian cô và tổng trung tâm. Sau khi mà trùng tổng pháp bị phát hiện bởi một phái đồn trong biển người Mỹ thì cô trùng tổng đã bị đập phá. Sau đó cô Hoa là bị trả về đất liền và tiếp tục giam giữ các trại giam trong đó. Năm 1972 thì cô Hoa tiếp tục đấu tranh trong trào cờ chống quy khai chống chiến hòa rồi là tiếp tục đưa lần thứ hai ra. Lần thứ hai thì đến ngày 27/1/1973 thì bao nhiêu tiếng thì cô lại được trao trả về đất liền. Cô năm nào cũng ra được trả thấp vô cùng tàn ác của tình viên, tại vì càng về sau này thì vấn đề nhân quyền và nhân thế giới của lúc cũng đang lên cao thì nó sẽ liên quan vấn đề nhân quyền, thì nó nói rằng nó giao lại hết Côn Đảo là do chế độ Sài Gòn. Nhưng mà qua những cái bức ảnh này ở đây chúng ta nhìn thấy từ những công việc rất là nhỏ như là việc khổ sai đốn gỗ hàng ngày lấy củi ngày của người tù, cho đến khảo sát địa hình để xây dựng các cái công trình trên đảo đều có sự chỉ đạo trực tiếp của người lãnh đạo. Nhưng mà có cái thế giới thành nó không giống tại một Côn Đảo, trại giam nhỏ hơn dùng nó cho người tù không phải làm lâu. Ngày xưa lúc cao điểm nhất trên Côn Đảo này giam giữ khoảng 12.000 dân Côn Đảo đây hàng ngày chỉ có khoảng 9.000 dân. Đây phải nhà tù lớn nhất Côn Đảo đầu tiên ngày xưa. Thì ở đây có một khu biệt lập, nó ngoài đó có dạy giam lớn là còn có những cái sở như thế này, là sở khổ sai, đây gọi là khu chuồng bò. Cái khu chuồng bò này nó vẫn nuôi bò, vẫn nuôi bò thịt và bò sữa, và nó có những cái chuồng bò nhìn rất là kiên cố, và ở giữa những cái chuồng bò đó có những cái hầm để cứu phòng hộ. Thì địch đã dùng những cái hệ thống hầm phòng hộ để còn 5 người tù. Đến Côn Đảo giải phóng thì vẫn còn phát hiện 2 người tù với hầm khi bớt lên các phòng chân hầu như là bị hoại tử. Tại vì trong quá trình tra lắm, giờ làm lao động người tù bị những vết thương.
Và ở đây anh hướng dẫn viên cho biết chia sẻ là ngày xưa bản đồ để lại là nhà tù còn nhiều hơn là trường học, nhiều hơn là bệnh xá, nên là để cai quản thờ dược thân thực dân ngày xưa là nhà tù rất là nhiều. Trong buổi chiều ngày hôm nay, người nhân cũng sẽ trực tiếp hỗ trợ gia đình chúng ta và làm lễ viếng nghĩa trang hàng dương Côn Đảo chi ơn các anh hùng và chiến sĩ cách mạng và đồng bào nước Việt Nam đã hy sinh tại Côn Đảo đây. Ngày hôm nay mình ra nghĩa trang thì mình thấy nghĩa trang hàng dương Côn Đảo thì trông rất là đàng hoàng, rất là khang trang. Nhưng mà trước đây là như thế này. Trước năm 1992, ngày xưa là một cái đồi cát. Khi người tù Côn Đảo đang ngã xuống, nó đưa thân xác người tù ra cái đồi cát, nó vùi xuống cái lát cát. Không có quan quách gì bảo vệ thân xác người tù hết, mà nó là một cái đồi cát, cho nên mỗi khi mà có gió thổi cát đi, rồi thân xác người tù, rồi xương cốt người tù, nó làm lộ thiên nhiên hình đất như thế này. Đến năm 1992, khi mà chúng ta bắt đầu vào cái công việc trùng tu tôn tạo nghĩa trang hàng dương Côn Đảo, thì người dân Côn Đảo ngày xưa cũng như là những cái bậc tiền nhân, những cái bậc tiền bỏ đi làm trước liên quan đến nhà xưa, người ta phải sắp giỏ rồi người ta đi khắp trên đảo, nên người ta nhặt xương người rồi, tại vì khắp nơi trên đảo cũng đều vùi người tù, tại vì khi người tù ra mà làm cổ sai á, ngã xuống đâu nó vùi luôn, nên là xương người tù ngày xưa ở trên đảo rất là nhiều. Nếu mà gặp các bác lớn tuổi ở đây, ngày xưa các bác đi học mà đi đường tắt á, đi văng đường đạo bên rừng, thì các bác ấy nhặt xương người ném nhau kêu là chuyện bình thường, vì quá nhiều. Khoảng mình cứ suy nghĩ xem là khoảng 20.000 người chết, mà cái thị trấn Côn Đảo nó chỉ dài từ 6 đến 7 km, di động từ 2 đến 3 km, mình thấy cái mật độ hài cốt nó dày đặc như thế này. Có nhiều khách ra Côn Đảo là người ta muốn góp chút công chút sức của mình để xây mộ trí thêm phần khang trang hơn, nhưng mà chủ trương của đảng và nhà nước ta thì riêng Côn Đảo mình là chủ yếu dùng để làm nên giáo dục hệ thống cách mạng thế hệ trẻ hôm nay và về sau, cho nên mình vẫn giữ mộ trí như thế này để thằng nào nói được cái phẩm cách cao quý của chiến sĩ cộng sản ngày xưa rất là giản dị. Nếu mà đã xây dựng mộ trí khang trang thì đơn giản thôi, với cái điều kiện kinh tế chúng ta ngày nay thì mỗi người góp một chút công một chút sức thôi thì là mộ trí rất là khang trang. Riêng các mộ của hùng lực lượng vũ trang dân Việt Nam thì đảng và nhà nước ta trực tiếp làm. Cái mộ anh hùng thì được ốp đá ra biết như thế này đó, mình đi mình thấy những cái mộ khang trang như thế này mình biết đó chính là mộ anh hùng lực lượng vũ trang dân Việt Nam, và còn lại thì là xây dựng như thế này đó, đồng bộ. Đây là một cái cuộc vượt đảo, 8 người tù làm việc ở sở đảo. Họ tranh thủ thời gian, họ trong quá trình làm lao động đó. Rồi họ sẽ gắn tiền cho nhau. Nếu như đồng chí A mà đi lên rừng đốn gỗ thì đồng chí B, đồng chí C sẽ gắn tiền cho đồng chí A. Thì họ cứ hàng ngày họ ra ngoài và đốn gỗ, họ cất giấu. Tại vì nguyên nhân tại sao cất giấu là tại vì không phải cái chùa nào trong 5 người tù là vượt đảo đâu. Mà người ta phải đến cùng vô chiếu, mà cũng gần Tết thì có gió biển đổ lên. Đó thì người tù người ta mới trốn lên rừng, người ta gom lại cái gỗ đó, và trong quá trình người ta làm gỗ sai thì người ta tìm dây rừng, rồi người ta lấy cái bao thờ gì đó người ta cất giấu đi, người ta làm bường, người ta kết bè, người ta thả trôi một sức gió thổi lên. Đó, 8 người tù này họ đã ngồi những cái phương tiện này đi từ Côn Đảo về cái khu vực Đầm Dơi, Cà Mau,
đến gặp được cơ sở cách mạng của mình thì đó nói rằng chúng tôi tù chính trị không đảo vườn đảo lên, không ai tin. Cho thì người ta không tưởng tượng được là tại sao cái phương tiện này có thể đưa 80 thùng là từ đảo những cái mùi gió sóng biển đi về đến Cà Mau được đó. Thì nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi, người ta qua những cái thông tin của mình, người ta nắm được chính xác là 80 tù vườn đảo lên. Đó là yêu cầu 80 tù lên cái phương tiện này á để mà chụp ảnh lưu niệm. Cho nên là chúng ta mới có những bức ảnh này, thì mình trình bày ngày hôm nay bức ảnh có thể nói là rất là giá trị. Rồi thời gian ta sinh hoạt nè, rồi người ta có thời gian để người ta sinh hoạt về và tinh biển đất liền, nên bộ máy nhà tù nó cắt, trừ những khi mà có những cái đoàn kiểm tra hay là ở trong nước như quốc tế là xảy ra những biến động lớn về chính trị, thì trong những khoảng thời gian đó thì người tù ở đây không đảo ta mới được nới rộng ra. Thì người ta tranh thủ khoảng thời gian mà được nới rộng như vậy, người ta sẽ làm những cái tập dụng ngay trong tù, hay là tranh thủ cái học tập, hay người ta lên những cái kế hoạch cho những cái đợt mà người tù người ta sẽ đấu tranh, những cái yêu sách của người tù để mà đấu tranh. Mình thấy rất chi là nó đơn giản, họ chỉ đấu tranh để yêu cầu được những cái gì để mà đủ duy trì sự sống hàng ngày của người tù, nhưng mà họ phải đánh đổi rất là nhiều xương máu và cả tính mạng của người tù. Tại vì để mà đấu tranh thắng lợi ở đây có nhiều người tù người ta phải tự mổ bụng, rồi người ta nhịn đói nhịn khát cả chục năm để người ta đấu tranh, và sợ nhất là tự mổ bụng mình. Mình thấy những cái vật dụng như thế này mà dùng để mổ bụng thì chúng ta biết cảm giác nó như thế nào, và rất là nhiều người tù đã hy sinh trong quá trình mà tự mổ bụng. Đây là nghĩa trang Hàng Dương, chúng ta cùng nhau thăm và đốt nhang và viếng nghĩa trang Hàng Dương rất là nổi tiếng ở Côn Đảo nha các bạn. Ở đây là có mộ, đó là mộ của chị Võ Thị Sáu, và bên mộ chị Võ Thị Sáu thì có cây Lê Kim Ma thì vẫn còn sống hiện nay. Thì ở đây người dân ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì á thì đến thắp nhang và cúng rất là nhiều, rất là đông đúc. Đặc biệt ở đây người dân cho biết là vào khoảng 12 giờ đêm á thì khách đến giếng và thắp nhang á còn đông hơn là so với ban ngày. Thì ở đây các bạn thấy là những ngôi mộ á của những anh hùng liệt sĩ á thì được xây bằng đá. Bằng đá các bạn, chứ không phải bằng xi măng hay bằng gạch rồi hay là bằng lót gạch men dán như là ở đất liền của chúng ta. Đó là những ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương. Ở đây nghĩa trang Hàng Dương rất là rộng, và các bạn đến Côn Đảo nhớ ghé thắp hương cho những anh hùng liệt sĩ nha các bạn. Và đây là cái nhà tù ngay trong thị trấn, các bạn thấy là những nét rêu rồi vẫn còn ở đây. Và những nhà tù thì vẫn để y nguyên tích xưa để cho mọi người dân khi đến Côn Đảo thì để chiêm ngưỡng và hiểu được cảnh cái nhà lao, nhà tù giam giữ những chiến sĩ cách mạng của Việt Nam chúng ta như thế nào. Thank you.
sau 2 ngày cùng khám phá ở Côn Đảo thì bây giờ mình sẽ lên tàu Phú Quốc Express trở về bến tàu ở Trần Đề để về đất liền. Cảm ơn các bạn đã đến xem và ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng hành trình mình về khám phá Côn Đảo.